快错过，和你问题仍是猜不破，还有多少次日落，重谈旧日如何，无数风雨要擦过，无数话题承诺都听过，直至分开到寂寞，原来独自味道也算不错。不懂爱我，像蜜糖亦变淡，只知爱着你，心都变冷，似是停留在雨间。让你愉快放下我一人，今天擦干是每日更漫长，各自想到各自各开心，那个真心人如何明白，没有重要继续我一人，即使发觉路更闷更是难行，人离开已舍已前进，没有重要继续我一人，即使发觉路更闷更是难行，人离开已舍已前进。Nếu như tôi đoán không sai, nay mai Diệp Gia Thanh sẽ tìm được chứng cứ mới. Đến lúc đó, ông ta nhất định sẽ bắt bé Hoa về đây. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh hơn ông ta, không thể phí bất cứ thời gian nào nữa. Tôi thấy bây giờ cần phải cầu trời lại Phật, mong người đàn ông đó mau chóng tỉnh lại. Cái đa thủ phạm đã khóa trái cửa, còn người đàn bà đừng tỉnh tiếp tục hôn mê. Trời, anh có phải là người không vậy, nói những câu như vậy cũng được sao? Cậu có biết không? Có điều là chị Lệ đã thực sự nhìn thấy bé Hoa ở hiện trường, còn nhìn thấy bé Hoa và Dương Tử Quân cãi nhau. Nếu cô thực sự tỉnh lại buộc tội bé Hoa, có rửa nước cũng không sạch. Tôi thì không tin cả đời Diệp Gia Thanh lại may mắn như vậy. Chỉ có chị Lệ tỉnh lại. Nói cũng vô ích thôi, trước giờ tôi không tin. Chúng ta nhất định phải dựa vào sức lực của mình để mà phá án. Kiều à, cậu tiếp tục điều tra con ngõ mà bé Hoa đã nói, còn có manh mối gì mới không? Cậu Út, cậu tiếp tục tới tổng bộ đường thủy điều tra hai cảnh sát Trường Châu. Nhưng nhiều khi chỉ là giả mạo thôi. Bé Hoa có nói đã nhìn thấy thể ngành của hai cảnh sát đó, theo mô tả của nó có lẽ không phải là giả đâu. Tức là hai người đó là thằng sao? Diệp Gia Thanh hành động nhanh như vậy, tôi nghi ngờ trong ngành cảnh sát có kẻ đã nhận tiền, cho nên mọi người nhất định phải điều tra. Cho dù là người trong nhà cũng không thể bỏ qua. Dạ sir. Dạ. Kiếm mà. Dạ. Còn tức suốt hai đêm liền rồi, hay là xuống câu lạc bộ của cảnh sát nghỉ ngơi một lát đi. Thôi đi, nếu là như vậy con chẳng thà về nhà ngủ một giấc 4 tiếng, sau đó 2 giờ rưỡi quay trở lại. 4 tiếng có đủ hay không? Ngủ thêm nữa đi. Được rồi, lát nữa quay lại con còn phải tới phòng hồ sơ, cái đó còn phải tới bệnh viện nữa. Ê, 4 tiếng cũng vừa đủ. Con là thanh niên, chịu cực chịu khó. Được rồi. Chỉ có 4 tiếng, còn phải chạy tới chạy lui. Về nhà ít nhất cũng phải mất nửa tiếng rồi. Thôi thì ngủ ở đồn cảnh sát đi. Thôi đi, con chẳng thà đi về nhà không mất nhiều thời gian đâu. Thôi được, tùy ý con thôi ha. Vậy rồi. Đúng không? Vậy tức là khỏi làm rồi. Sếp làm gì vậy? Sếp, ngồi đi. Cảm ơn. Chỉ nghe được có 1 tiếng, 2 tiếng, làm đến đau khắp người luôn. Mọi người nhìn cậu kiếm đi. Làm suốt 2 đêm liền, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đúng là không muốn nói già cũng không có được. Không phải chứ sếp, sức khỏe của sếp cũng tốt lắm, khỏe vô cùng. Dư thừa quá. Già thì nói già, đâu tới lần mình không nhận. Nè, giống như lúc họp vậy. Cậu kiếm nói xong chuyện thứ nhất, tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết, tôi ta lại nói tiếp chuyện thứ hai. Có nghĩa là tuổi tác lớn rồi, chỗ này chậm chạp, không thể theo kịp. Coi bộ đã tới lúc tôi phải ngồi hưởng lương rồi. À phải, tất cả mọi người nha, từ nay theo lệnh của cậu kiếm hả, mọi người cố gắng liệu hồn, nhất định không được làm mất mặt của tôi đó, có biết chưa? Cậu ta hả? Làm gì vậy hả? Kỳ lạ khó hiểu, không ưa cậu kiếm sao hả? Không phải. Sếp à, sếp nghĩ coi, nếu làm sếp của mọi người, cậu ta không nhận tiền, chúng tôi làm lính tính sao đây? Sếp tính giùm tôi đi, tính sao đây? Tôi nói với các người mấy trăm lần rồi, tất cả chúng ta đã cùng cậu kiếm lại Quan Nhị Ca mà. Thề trước mặt Quan Nhị Ca, từ đây phải là anh em tốt, giàu sinh ra tử đó. Lý nào cậu kiếm lại làm những chuyện phản bội anh em chứ? Còn nữa, bây giờ kẻ thù của chúng ta đang ở trước mặt, tôi còn muốn nội bộ bị rối loạn, có nghe rõ chưa? Biết rồi chú Huống. Dạ sờ. Bé Hoa à, trà giải cảm này uống được rồi.
không có ở trong phòng. Bé Hoa, nè, cô Hai Ngưu, có thấy bé Hoa không? Tôi mới ở nhà vệ sinh ra, chẳng phải nó ngủ rồi sao? Nếu nó ngủ thì tôi đâu cần hỏi cô. Bé Hoa không ở nhà sao? Má kêu con canh chừng nó mà. Con thấy nó đã ngủ trong phòng, nên con chạy vô bếp định hâm nóng miếng cao ớt đỏ cho má đắp chỗ đau thôi. Lúc nãy tôi thấy nó nói mớ, nói là không muốn về đồn cảnh sát. Có khi nào nó sợ cảnh sát tới bắt nó, sợ quá nên bỏ trốn hay không? Ừ. Trời ơi, nó bị đám cảnh sát đó hành hạ thê thảm quá. Bây giờ tính sao đi, không biết nó đã đi đâu rồi à. Trời ơi, nó chạy đi tức là sợ tôi bỏ trốn, tôi tăng gấp đôi đó. Hả? Vậy đừng có nói nhiều nữa, mà báo cho thằng Kiếm biết đi, báo cho thằng Kiếm đi. Được rồi, được không rồi. Bỏ đi như vậy đâu, không chừng nó chỉ ra ngoài dạo thôi, để con ra ngoài tìm nó được rồi. Đi mau đi, đi đi. Tuyết Quân à, cô đã đi đâu vậy? Thật ra có phải tên khốn Diệp Tổ Quang đó hại chết cô không? Nếu phải thì cô nhận vàng mã của tôi đi, cho tôi chút gợi ý đi, cô có nghe rõ không? Rành con, đang cầu khấn đây sao? Đừng mà, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Ê, chẳng phải cô giỏi mời ma sao? Sao không kêu ma tới giúp cô đi hả? Phải tôi đó. Không tới đồn cảnh sát, tôi được. Không tới đồn cảnh sát Xin lỗi nha, làm cô bị dấp té rồi. Con thì khó hiểu quá, chúng tôi có nói bắt cô đâu, cần gì phải sợ. Thì đó, dấp té như vậy cũng đỡ hơn là sợ đến tè giọng. Đỡ hơn tè giọng đó không phải đâu. Đó coi quá đi, tè giọng vui mà sao, thiệt là. Trời, có chuyện gì vậy? Nè, coi sao. Sao lại như vậy? Không phải, không phải, hình như là đúng có ma trận vậy hả? Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Bé Hoa, con không sao chứ? Con xuống đây làm gì? Ma, con không tới đồn cảnh sát đâu. Con không muốn tới đồn cảnh sát đâu. Con đừng sợ, con đừng sợ. Có ma ở đây, má sẽ bảo vệ con, hả? Ma, con sợ lắm. Má đừng để họ bắt con đi nữa được không ma? Không đâu, không đâu. Cho dù má phải liều bằng mạng ma này, má cũng không để bọn họ bắt con đi đâu. Con đừng sợ. Bé Hoa, con đừng sợ. Lần này được ngủ bao nhiêu tiếng? Được 4 tiếng. Hả? 4 tiếng thôi sao? Phải. Vậy tranh thủ đi. Nè, đi ngủ đi. Ngủ đi. Nhưng mà anh về nhà, anh lại chưa muốn ngủ. Muốn được ôm vợ của anh trò chuyện với con trước cái đã. Con ngoan à, con muốn ba dạy con nói tiếng phổ thông hay không? Đơn giản lắm đó nha. Học anh một cái đó, là con sẽ biết đừng ngay. Đừng có nói nhiều nữa, anh nói thêm một phút thì ngủ thiếu một phút đó. Cái gì chứ? Thai giáo mà quan trọng lắm đó. Mau đi, ngoan đi, cho dù là người sắc cũng phải ngủ chứ, lát nữa còn phải đi làm nữa, nhanh lên đi. Hay là vậy đi, em ngủ với anh đi. Cũng được, nhưng mà anh phải thật sự ngủ nha. Được rồi, mau ngủ đi. Kiếm à, ba vợ má vợ của con tới nè. Họ nói nhà mới đó, đã sửa chữa xong rồi, muốn hai con tới coi thử. Tới ba liền. Má tới rồi kìa. Nè, làm gì vậy? Anh đi ngủ đi. Bà má đã tới, đương nhiên phải ra gặp chứ. Em gạt họ, nói anh chưa về là được. Không thể gạt họ như vậy được. Hơn nữa để cho họ biết được, phiền dài dài luôn cho coi. Suốt đời cũng không được thôi ngủ. Thôi đi, nghe lời đi, mau ngủ đi. Nè, để em ra ngoài có chuyện gì. Nếu là chuyện quan trọng, em mới cho gọi anh vậy. Thật sao? Phải, ngủ đi, mau ngủ đi. Uống nước đi. Cảm ơn. Căn nhà mới đó, trải xong dán lót sàn rồi, được. Trời, lắm nghe. Thì đẹp vô cùng đó. Ba, má nhỏ, tới rồi hả? Phải rồi Yến à. Nhà mới của chúng ta đã sửa xong rồi, cho nên ba và má con tới đây định kêu con và thằng Kiếm cùng tới đó coi. Phải đó Yến à. Thằng Kiếm đâu? Mọi người đi được rồi. Anh Kiếm mới tan sở về, mệt lắm, ngủ sai rồi. Ngủ rồi sao? Ngủ rồi, cho nó ngủ đi, đừng có gọi nó nữa hả? Phải đó, tối qua nó thức suốt đêm, giờ mới về tới thôi. Nè Yên à, thật tình nó còn phải nói với thằng Kiếm mới được. Công việc thì phải làm, nhưng không cần tập trung hết tinh thần để làm như vậy. Làm ngày làm đêm, nhiều khi làm đến đầu óc ken đặc. Làm sao bắt cướp, làm sao phá án. Không bắt được cướp, không phá được án, khó lên chức lắm. Cho nên nó cần phải trích chút thời gian trong công việc ra thư giãn một chút. Nè, mau vô trong gọi nó dậy đi con. Phải đó Yên à, mau gọi thằng Kiếm ra đây đi coi nhà đi. Phải đó, giờ này khó đón xe lắm. Thôi đi, anh mới vô giấc thôi, mặc cho anh ngủ thêm một lát đi, còn với mọi người đi cũng được. Hey,
nó mệt thì càng phải gọi nó thức dậy đi dạo ha. Ra ngoài đi dạo có thể phơi chút ánh nắng, hít chút không khí trong lành, con người cũng tỉnh táo hơn. Anh nghĩ có đúng không nè? Còn không thì coi nhà xong, kế đó đi uống trà. Hay lắm. Còn coi em gái con đi mới nhắc cũng tỉnh táo rồi. Đừng nói là thật sự uống trà, thiệt tình uống xong bảo đảm nó không còn nhớ mệt mỏi gì hết. Bắt cướp cũng được mấy tên đó. Bởi mới nói, cũng giống như chúng ta chơi mặt trượt vậy, đánh xong 12 vòng á, mệt lá người, ra ngoài đi dạo một vòng quay lại, tỉnh táo ngay, còn có thể đánh thêm 24 vòng nữa. Yến à, vậy thuận theo ý của ba má con, kêu thằng Kiếm nó dậy đi con ha. Yến à, bỏ đi, kêu nó dậy đi. Má, được anh rồi. Vừa mới vô giấc thôi, thôi đi. Ba. Nè, Yến à, con người của con đúng là cục hứng vô cùng ha. Bây giờ nó cũng có phần trả tiền nhà cho căn nhà mới. Kêu nó đi coi nhà thôi, tốn nhiêu thời gian của nó đâu chứ. Con có thể chấp nhận được hay không thôi. Nếu nó thích ngủ thì coi về, ngủ dài dài cũng được. Yến à, gọi thằng Kiếm dậy đi. Trời ơi Yến à, con không đi để má đi kêu cho. Đừng mà. Đã nói là con đi với ba má cũng được vậy. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Mất công tới lúc đó lại nói bà ép nó đi. Nè, nó không coi chúng ta tự đi coi. Ồ, đi, 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 đi. Nè, để con đi thay đồ cái đã. Vậy thì nhanh lên đi, tranh thủ đi. Anh mang giày đi đâu vậy? Sao không ngủ đi? Đi coi nhà với ba má em mà. Lúc nãy má hiểu lầm ý em rồi. Thực ra má định gọi em dậy, kêu bạn làm chung và chồng của cổ đi coi. Chồng của cổ biết làm hồ mà, nên kêu anh tới nhà mới coi họ sửa chữa có đảm bảo không. Ba má của em thích khoe khoang như vậy, có nhà mới đi coi chắc chắn sẽ kéo theo cả làng tới đó. Lý nào không kêu anh đi? Em tưởng ngày đầu tiên anh biết họ hay sao? Đi đi. Anh đó, anh đừng có tài lanh nữa. Anh không biết sửa chữa, anh tới đó làm gì chứ? Má nhỏ nói sau này anh tới nhà mới đừng nên nói nhiều nữa. Nè, để coi tới lúc đó, lúc bưng bê khuân giác sẽ có phần của anh ngay. À còn nữa, tiệc tân gia cũng có dành phần anh trả tiền đó. Có phải không đó, em đừng có nói dối nha. Ba má của em không thể nào mít lòng được đâu. Sau này sẽ rắc rối lắm. Anh thì sao cũng được, cùng lắm bị chửi sau lưng anh thôi. Còn em thì giáp mặt giáp mày, chửi đến em cúi gằm mặt, mắt rướm rướm. Điên quá đi, em không có gạt anh đâu. Nè, bây giờ em đi gặp bạn làm chung và chồng của cổ. Anh ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi. Cũng phải ra chào hỏi người ta một tiếng chứ. Đã nói là không cần rồi, ngoan đi, mau ngủ đi. Không cần thật sự. Không cần à, thôi nè, được. Lần này không được ngồi dậy nữa đâu đó à, thôi được rồi. Ngoan. À, nè, nè, coi đi, dạ. Coi đi. Nè, ba nó, để tôi vô coi phòng ngủ và nhà bếp nha. Con cũng muốn coi phòng của con. Nhanh lên, nhanh lên. Đi, 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 đi. Yến à, con tham quan xung quanh đi, coi căn phòng thế nào. Cũng được lắm, căn nhà gọn gàng tươm tất. Ba coi, còn có nhiều cửa sổ nữa. Thì đủ ánh sáng rồi. Ý nè. Ủa, không phải nghe. Sao sàn nhà lại lót như vậy chứ? Sao chỗ lồi chỗ lõm? Mấy ông thợ thì làm gì vậy? Ờ, phải ha. Bức tường còn giống như treo hai bức tranh sơn dầu vậy. Trời ơi, dở hết trơn rồi. Con biết rồi ba. Lần đó ông thợ có nói rồi, bức tường này sau khi tô xong phải đợi 90 ngày mới khô được. Chắc chắn ba và má cứ nói mau chóng dọn tới đây hối người ta mới ra nông nổi này thôi. Cũng không thể nói như vậy được. Họ đã nhận tiền của ba, dù có chết cũng phải làm xong cho ba chứ, làm vậy sao được. Trời ơi, quỷ ám chưa? Nè nè, mọi người mau tới đây coi đi nè. Chuyện gì trời vậy? Ơi, quỷ ám thiệt á. Ông nhìn kệ bếp này đi, xây thấp như vậy á, hàng ngày tôi nấu ăn cũng phải công lương để làm, lương của tôi làm sao chịu nổi chứ. Cực như vậy á, tôi không có làm đâu. Ba, ba nhìn căn phòng của con đi. Ba nhìn trần nhà này đi, có hai dấu tay, còn bức tường này sơn lem luốc như vậy nè. Hey, trời ơi, cái tên thợ đáng chết này, nó sẽ chú ý giùm chúng ta, sẽ làm đẹp giùm chúng ta, càng làm càng dơ giấy bẩn thỉu. Trời ơi, tất cả cũng tại ông gây ra thôi. Tôi đã nói trả tiền đợt đầu trước rồi, chỉ có ông hào phóng trả hết toàn bộ số tiền. Coi đó, bây giờ người ta lấy hết tiền rồi bỏ đi. Con rồi, không có nói đâu. Vậy đi. Má, mọi người mau vô đây coi phòng tắm. Ê, đi nè, nè, mau đi coi. Bị té gì, sao gì vậy? Làm như vậy làm sao rửa tay chứ. Trời ơi, gã thợ này đúng là đáng chết lắm. Cố tình lấy miếng dán nhét đầy bồn cầu của chúng ta. Còn tội nghiệp chưa, bây giờ còn rỉ nước nữa. Bây giờ tính sao đây ba? Mau xuống dưới gọi điện cho thằng Kiếm, kêu nó cho vài nhân viên lôi tên đó tới đồn cảnh sát trước đi. Phải ạ. Ba, ba nói bắt người thì bắt người sao? Thì ba kêu con gọi điện thôi mà. Anh Kiếm đang ngủ mà. Nè, bây giờ nó ngủ quan trọng hơn hay là nhà mới của ta bị phá đám mới quan trọng đây? Thì đó,
Trong kẻ con đúng là vô tới sự. Để bà tự đi nói. Ê nè, ba, nè ông đừng đi nữa. Người ta cầm búa đó, coi chừng đập bể đầu ông luôn bây giờ. Tôi chưa biết sợ ai. Nhớ năm xưa tôi còn trẻ, năm sáu thằng xông vào á, tôi đánh cũng vừa đánh bóng bàn. Ê trời ơi, nhanh lên đi. Má, cái gì chứ, đừng phải để nói ba cho đi rõ nữa chứ. Con người của ông á cũng đáng chết lắm. Cố tình sai người đổ bê tông làm nghẹt nhà vệ sinh của tôi. Bây giờ tôi cảnh cáo ông, một lòng lập tức á, đền bù cầu cho tôi. Còn không thì kêu người tới sửa. Tiền thì ông đưa, 100 đô. Phải đó, 100 đô là rẻ lắm rồi, làm hư quần cầu của người ta. Mấy người cũng điên vừa thôi nha. Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi đổ bê tông vô bồn cầu chứ? Hả? Tôi mở cửa làm ăn, có khi nào làm mấy chuyện vậy không? Tự hất chén cơm của mình hả? Mấy người điên hết rồi. Ông muốn nói gì mà không được. Tóm lại tôi không cần biết. Tóm lại là đền 100. Phải đó, ông có đền hay không đi? Ông không đền đó, tôi sẽ biểu xấu ông. Mới đến tiệm quan đốc cửa đi thôi. Tiệm này là ăn gió, gió lắm. Mấy người còn quậy ở đây, tôi lấy chổi đuổi mấy người đi bây giờ, tin không? Ê, anh nè, trời ơi, đừng mà. Cầm miệng đi, tránh ra. Có đi không? Bây giờ tôi hỏi ông thêm một câu, ông có đền không? Không có đền. Không đền hả? Không đền chứ vậy đi, đi. Đi đâu hả? Tới đồn cảnh sát, con để tôi làm thanh tra. Ông không đền thì nói với nó. Đừng vậy mà ba. Nà. Tránh ra coi, tránh ra coi. Đáng đời ông, cũng có ngày hôm nay ha. Trời ơi, về tay lại đi. Báo án, mau đi báo án giùm tôi. Xin lỗi nha, ông ta tôi không có ý đâu. Giết người kìa. Sếp à, ông ta lấy gạch đập tôi. Tôi phải kiện ông. Kiện ông tới ngồi tù luôn mới chịu. Sếp à, không liên quan đến chồng tôi đâu. Tại ông ra tay trước thôi. Phải đó, chính ông xô ba tôi té trước đó. Phải đó. Cả đám bọn họ kéo tới tiệm tôi gây rối, còn đánh tôi bị thương nữa. Sếp à, nhưng mà ba tôi không cố ý. Không phải đâu, đúng là ông ra tay trước. Ông xô ba tôi chồng tôi. Bình tĩnh đi. Đúng rồi. Chuyện này xảy ra như thế nào? Lúc nãy tôi nói rồi mà, ông tới tiệm của tôi gây rối, còn lấy gạch đập đầu tôi nữa, đập tới tôi bị thương luôn nè. Im đi. Tình hình lúc đó có phải giống như ông đã nói không? Ông nói cái gì? Sếp à, tôi cũng không biết. Con người của tôi lạ lắm mà. Tôi chỉ biết con rể của tôi là Thanh Tra Dương ha. Tôi phải gặp mặt nó tôi mới biết nói chuyện. Bây giờ tôi không có gì để nói. Chúng tôi đã gọi điện tìm sếp Dương rồi, nhưng sếp đang làm việc. Hay là lấy lời khai trước đi. Bây giờ tôi không có gì nói hết. Tôi phải gặp được con rể của tôi mới biết nói à. Nè, như vậy tức là sao đây? Sao không lập hồ sơ khởi tố đi? Cái gì chứ? Con rể ông là thanh tra là giỏi lắm hả? Bình tĩnh đi. Ồ, cảnh sát mấy người thông đồng cấu kết nhau hả? Hả? Tức là thiên vị với ổng rồi. Hả? Cả đám hàng xóm đều thấy ông cầm gạch đập đầu tôi mà. Hả? Mấy người không kiện ông chứ gì? Nếu vậy tôi tới Lý Dân Phủ kiện ông. Ê, nói chuyện nhỏ tiếng một chút. Đây là đồn cảnh sát, không phải là chợ đâu. Ê trời ơi, chú Huống à, chú tới đây thì hay quá. Rõ ràng á, ông đã đánh chồng tôi trước, bây giờ còn vừa ăn cướp vừa la làng. Phải đó, ông còn làm nghẹt bồn cầu nhà mới của chúng tôi nữa. Chúng tôi nói phải trái với ông thôi. Cái gì? Làm nghẹt bồn cầu của cô cái gì? Đừng có vu khống tôi à nghe. Chú Huống à, như ba con thực sự không cố ý. Được rồi, chú hiểu rồi. Phiền ông theo tôi vô phòng lấy lời khai hả? Vô phòng? Lấy lời khai mà phải vô phòng hả? Mấy sếp này đang làm cho tôi mà, sao vậy? Ông lại. Tôi là thanh tra người qua hình Huống, có tư cách đến lời khai của ông rồi chứ. Sếp Hình coi trọng con rể tôi nhất đó. Thanh tra người qua cũng vậy thôi, nhưng mà tôi là người bị hại mà. Tôi cũng hy vọng ông xử lý công bằng một chút. Chuyện đó ông cứ yên tâm đi. Đồn cảnh sát chúng tôi không đen tối như ông đã nghĩ đâu. Đi, qua đây. Nè, pha ly trà sữa tiếp đãi chú hai này đi hả? Yes sir. À, Yến à, phiền con đợi chú một lát. Dạ. Sếp à, vậy có cần vô sổ hay không? À, không cần đâu. Đi. Cảm ơn sếp. Yến à. Chú Hú. Mọi người vào đây đi. Ba, vào đây đi. À, được rồi, được rồi. Tự nhiên ngồi đi. Ngồi đi ba. À phải, chú Huống à, tình hình bây giờ sao rồi? Có phải người đó dẫn kiện ba con không? À, không có gì đâu. Chú đưa 300 đô tiền thuốc men cho ổng, đuổi khéo ông đi rồi. Những chuyện nhỏ này không nên làm lớn làm gì. Cảm ơn. Dạ, hết chuyện rồi. Ông đó, lần sau đừng nóng nảy quá. Lần này cũng may có chú Huống chiếu cố thôi. Nếu không, ông đã bị người ta kiện, cố ý đánh người cho coi. Hey, thiệt tình tôi chưa biết sợ là gì. À, phải rồi Yến à, nhớ kêu thằng Kiếm trả lại 300 đô cho chú Hú nghe. Ê, không cần, không cần, không cần. 300 đô, chuyện nhỏ thôi mà. Không được đâu chú Hú, dù sao chú cũng đã giúp tụi con mà. Không lý nào phải bỏ tiền, 300 đô này chú nhất định phải lấy lại. Phải rồi Yến à,
con còn nhớ lúc con và thằng Kiếm đám cưới, cả hai người quỳ trước mặt của chú rót trà cho chú uống, nói rõ sau khi uống ly nước này á thì từ nay là người một nhà. Nè, đã là người một nhà, không lẽ vài 300 đô cũng tính toán với chú sao hả? Nếu chú uống đã nói như vậy thì thôi, phải không? Dù sao chú cũng đường đường là thanh tra, xá gì mấy trăm đô đó chứ. Má, ở đây chán quá, chúng ta đi được chưa? Được rồi, đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Dạ. Chú uống rồi, xin lỗi, ngang không chuyện chú nữa, tôi đi trước. Cảm ơn nha. Yến à, con đợi một lát đi. Chuyện gì vậy? Này nè, con cầm lấy đi. Cái gì vậy? Là tiền vui vẻ của các anh em, mỗi người một phần, tháng nào cũng có. Phần này của thằng Kiếm đó. Không được đâu, anh Kiếm không nhận những loại tiền này đâu. Yến à, thiệt tình con nên nói thằng Kiếm đi. Con người của nó cái gì cũng tốt, làm việc vừa năng nổ lại siêng năng, chỉ là không chịu nhận loại tiền này nên mới chết đó, làm cho cả đám anh em có khúc mắc ở trong lòng. Họ nói là không coi nó là anh em của mình, suốt ngày cứ bức rứt trong lòng, nói theo nó là không có vui chút nào, cằn nhằn chú hoài, chú thì đứng chính giữa khó xử cả đôi bề. Yến à, con coi như giúp chú cầm lấy giùm chú đi hả? Dạ không được đâu chú, anh Kiếm không thích đâu. Con có biết tình hình nghiêm trọng cỡ nào hay không chứ Yến hả? Có 16 anh em đi theo nó, 12 đứa đồ bỏ việc không làm nữa, 4 đứa đồ chuyển qua tổ khác. Nhờ chú che đậy, thằng Kiếm mới không biết thôi. Bây giờ nó đang điều tra vụ án lớn đó, đột nhiên tất cả không theo nó, nó làm sao làm việc chứ, tư lệnh không lính sao? Yến à, con có biết bây giờ áp lực của thằng Kiếm nặng cỡ nào không? Nó đã không có giấc ngủ ngon rồi, nếu nó biết được vụ này, chú nghĩ nó sẽ điên lên liền. Yến à, con đã làm vợ của nó, đáng lý con phải lo cho chồng của mình chứ. Nè, cầm lấy đi hả? Dạ không được đâu chú à, chú đừng có đưa cho con nữa, con không lấy được đâu. Chú hiểu, từ khi thằng Kiếm đi theo chú có bạc đãi nó không? Vậy thì đúng rồi, chú thật sự coi nó như là con cháu của mình vậy, nó mới có thể có địa vị như ngày hôm nay, tất cả đều do một tay chú nâng đỡ nó lên. Bây giờ chú đâu có kêu nó làm cái gì đâu, chỉ là kêu nó nhận số tiền này để đám anh em đó yên lòng hả dạ, dốc hết sức lực vì nó, giàu sinh ra tử không chút tự nan. Nè, vậy cũng không làm được sao? Nè, cầm lấy đi hả? Nè, con nghe chú Huống nói đi, cầm lấy ha, cầm lấy đi không con. Được đâu, anh Kiếm không thích đâu. À trời ơi, có phải con muốn đứng nhìn cả đồn cảnh sát này người nào người nấy trở mặt với chồng con, đối đầu với chồng con không? Phải đó, bỏ túi trước đi, đừng có ê à nữa. Không được đâu, chú giữ lại giùm đi. Con không lấy tiền này ơi, được đâu. Con cứ cầm trước đi mà. Bây giờ có kêu con đem đi xài đâu. Nếu sau này chồng con biết được thì con đưa cả túi này cho nó. Tới lúc đó nó thích đem đi quyên góp cũng được, đem bỏ xuống biển cũng được nữa. Ê trời ơi, con bỏ túi trước đi, đừng phí thời gian nữa ha. Bỏ túi trước đi. Để vậy đi, khoan nói vụ khác đã. Đợi kết thúc vụ án đó chúng ta mới tính hả? 4:00 rồi, tôi còn phải đi họp nữa hả? Được rồi. Nhưng mà chú Nè rồi mà, Yến con à, bỏ túi trước đi. Đừng có cản trở chú Huống làm việc nữa, cứ bỏ túi trước đi. Bỏ túi đi hả? Bé Hoa, con thay đồ như vậy định đi đâu sao hả? Phải đó, chẳng phải thằng Kiếm dặn con đừng đi lung tung hay sao vậy? Má, má còn nhớ má từng nói á, lúc con còn nhỏ má xảy ra chuyện, con tới bệnh viện cầu nguyện cho người có thể chứng minh trong sạch cho má, cuối cùng người đó đã tỉnh lại thật. Con muốn tới bệnh viện sao? Nhân viên của Gia Thanh đều quanh quẩn ở đó mà. Đám chó theo đuôi đó cũng quanh quẩn dưới nhà vậy. Nhưng chúng ta đóng cửa chính đóng cửa sổ, họ không nhìn thấy chúng ta. Vậy thì có khác gì ở tù chứ. Con đã giam mình trong này cả tuần rồi, định mở cửa sổ hít thở một lát thôi thì nhìn thấy đám người đó đứng trình dưới nhà, định vô phòng đi ngủ, nằm mơ cũng thấy những cảnh bị người ta ngược đãi ở đồn cảnh sát. Thật tình cũng sắp điên rồi. Nè bé Hoa đừng vậy mà. Bé Hoa phải đâu. Bây giờ chỉ cần người đàn ông đang hôn mê tỉnh lại, chỉ cần ông ta khai ra thủ phạm là Diệp Tử Quang, con sẽ không sao. Tử Quang mới có thể yên nghỉ.
Ê trời, 16 sinh mạng lận. Nếu cậu giỏ đó không thể tỉnh lại thì đúng là trời không có mắt tuyết rơi tháng 6 rồi. Dừng xe, tôi kêu dừng xe, ông không nghe hay sao? Có chuyện gì vậy? Cảnh sát làm việc. À, biết rồi, thưa sếp. Anh, cô, tất cả xuống xe. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên nó nhiều quá vậy? Xuống xe mau lên, chậm chậm nhớ lên, cảnh sát làm việc. Trời ơi, xuống xe đi. Bắt xuống xe. Chuyện gì vậy? Cậu Quang gài thấy bi này hay thiệt nha. Bi này dán bi kia còn nằm sát mấy bàn nữa, sẽ làm sao đánh được. Nhưng mà hôm nay chỉ tạm được thôi. Ý, trúng rồi. Vô luôn, hay quá. Sếp đúng là giỏi thiệt đó. Đánh trúng đã đành, còn vô lỗ nữa chứ. Thật sự như được thần phù hộ. Ba may mắn như vậy, bi như vậy cũng vô, con làm sao mà đánh lại chứ. Anh Thanh, bên bệnh viện có tin tức, nó có thể nạn nhân sẽ tỉnh lại. Ai tỉnh chứ? Là nam hay nữ vậy? Không rõ lắm, nghe nói cả hai đều có khả năng. Chết rồi, sao lại như vậy? Sao nói ổng bị thương nặng lắm, đa phần đều không tỉnh mà. Chỉ là có thể thôi mà, không chừng không tỉnh thì sao đây. Chúng ta tới bệnh viện coi đi. Ba, con không cần đi đâu hả? Có ba ở đây con sợ gì chứ, đi mau lên. Cầu thần lại Phật di lễ đó, tỉnh lại câu cũng không sao. Quan trọng nhất là anh võ đó mau chóng mở mắt ra, mau chóng tỉnh lại. Anh làm ơn, an toàn tới nơi mới tính gì hơn. Thiên Chúa của chúng con, nguyện người ngự trên cao phù hộ, nguyện người giáng thế xuống thế gian, nguyện ý nguyện của người giáng xuống trần gian này để tất cả mọi người. Anh Kiếm à, em muốn cầu nguyện. Tỉnh lại chưa? Người tỉnh là nam hay nữ? Bác sĩ vô nãy giờ vẫn chưa biết. Thiên Chúa của chúng con, nguyện người ngự trên cao phù hộ, nguyện người giáng xuống thế gian, nguyện ý nguyện của người giáng xuống trần gian này. Cầu nguyện hả? Đi tiện. Muốn nguyện rủa nhân chứng nhìn thấy cô ở ngõ nhỏ chứ gì? Bộ thế gian này có thần thánh giúp cho những kẻ giết người phóng hỏa sống ngoài vòng pháp luật sao? Phải đó bé Hoa. Nếu thật sự có thần linh đó, giới thiệu cho sếp Diệp biết đi. Mừng là sếp Diệp có hứng thú. Chúng tôi là cảnh sát, cho nạn nhân sao rồi? Người nữ đã tỉnh lại thôi. Vậy rồi còn người nam? Trương Chí Võ, anh ta từng tỉnh lại nhưng đã mau chóng hôn mê. Bệnh tình của anh ta khó đoán lắm. Bác sĩ à, vậy anh ta có khả năng tỉnh lại hay không? Bệnh tình của anh ta khó đoán như vậy tôi không lạc quan cho lắm. Chúng tôi có thể lấy lời khai của Lâm Lệ không? Cổ vừa mới tỉnh lại, sức khỏe và tinh thần đều rất là xấu, tôi nghĩ không hay cho lắm. Tôi hiểu, tôi chỉ làm một bản lời khai đơn giản với cổ thôi, không làm cô mệt lắm đâu. Vậy thôi được, nhưng phải mau lên. Nè, không lẽ công định kéo hết vô trong vậy sao? Làm gì sẽ làm phiền bệnh nhân đó. Quả kê Kiện Khang, theo tôi vào. Dạ. Sếp Diệp, hay là để tôi vô cho. Sếp Dương, bác sĩ đã nói đừng vô nhiều người quá rồi. Những chuyện này để chúng tôi làm được rồi. Chúng tôi đang phụ trách vụ án này, chúng tôi biết rõ nhất. Nhưng mà cấp trên các người không làm được việc, mới nhờ chúng tôi phụ các người thành lập tổ chuyên án. Anh nói cái anh gì? Anh là thanh tra người qua, ở đây lớn nhất. Sếp Dương là thanh tra, sẽ chức vụ, đáng lý sếp Diệp phải chào hỏi. Nè, nói vậy là sao chứ hả? Nói vậy là sao? Muốn hả? Gì? Muốn gì? Hả? Im lặng. Cứ để sếp Dương vô đi. Cảm ơn sếp Diệp. Không biết lớn nhỏ. Chị Lệ à, tôi là thanh tra Dương Kiếm. Tôi tới đây để hỏi chị tình hình hôm xảy ra vụ án thế nào. Có thấy người thân của tôi không? Chồng và con tôi, họ sao rồi? Bây giờ họ đang theo dõi ở bệnh viện, có bác sĩ và y tá chăm sóc cho họ, có lẽ sẽ không sao đâu. Chị yên tâm đi. Bác sĩ và y tá cũng nói như vậy. Chị Lệ, chị làm ơn suy nghĩ kỹ, từ từ trả lời tôi. Hôm xảy ra vụ án, có người lạ mặt nào tới chỗ của chị ở không?
thanh niên, 20 mấy tuổi. Thanh niên 20 mấy tuổi không có, nhưng có một cô gái cũng là 20 mấy tuổi. Cô tới tiệm Dương Tử Quân, họ cãi nhau ở hành lang nữa đó. Tôi nghe bọn họ nói, họ nói tên khốn đó không đáng tin đâu, hắn không thật lòng với cô. Thì ra họ dành người yêu. Vậy ngoài trừ người đó còn người nào làm mặt nữa hay không? Chịu suy nghĩ kỹ thử xem. Có đó, chị nghĩ kỹ đi. Thật tình không để ý lắm. Có thể chị bất tỉnh lâu quá, đừng không nhớ thôi, chị nghĩ kỹ hơn đi. Thật tình tôi không nghĩ ra. Đầu, đầu tôi nhức quá. Bệnh nhân không thích hợp tiếp tục cho lời khai, hai người ra ngoài trước đi. Không phải gì Lệ, chị nghĩ lại đi. Thôi bỏ đi. Làm ơn ra ngoài đi. Xin lỗi, cảm ơn bác sĩ. Xui xẻo thiệt, sao người nữ tỉnh, còn người nam không tỉnh chứ. Sao rồi, Lâm Lệ có nói hôm xảy ra vụ án có nhìn thấy nghi phạm không? Sức khỏe cô yếu lắm, không thể cho lời khai. Lâm Lệ có nói hôm xảy ra vụ án nhìn thấy nghi phạm là ai không? Có, nhưng cổ nói chỉ nhìn thấy một cô gái 20 mấy tuổi. Sau đó bác sĩ nói cổ không thích hợp cho lời khai nữa. Đừng cản trở nữa. Không lẽ nào cổ không nhìn thấy Diệp Tử Quang? Rõ ràng hắn ở trong phòng mà. Mọi người đừng bế qua về trước đi. Dạ dạ đi. Thiệt đừng nói chết mà. Đi đi. Vậy cũng thua nữa. Thiệt tình. Đi đi mau. Sếp à, cậu Lãng và cậu Kiều đã đưa Tôn Mẫn qua đi rồi. Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại thôi, không thể cho lời khai. Mọi người làm ơn ra ngoài trước đi. Tôi là Diệp Gia Thanh, là thanh tra người qua. Có chuyện gì tôi gánh trách nhiệm cho. Được. Thanh tra, bắt được hung thủ chưa? Thật sự xin lỗi, cảnh sát chúng tôi chưa bắt được hung thủ, cho nên mới hối hả. Hy vọng cô có thể cung cấp một số manh mối hữu dụng cho chúng tôi, để chúng tôi có thể mau chóng bắt được hung thủ, đòi lại công bằng cho người thân vô cớ hy sinh của cô lúc trước. Cái gì vô cớ hy sinh gì? Người thân của tôi chẳng phải nằm viện sao? Hả? Họ không sao chứ? Hả? Bình tĩnh đi. Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại thôi, không thể chịu được chấn động lớn như vậy. Có chuyện gì thanh tra Diệp chịu trách nhiệm vậy được chưa? Đúng là má chồng của cô đang ở bệnh viện, nhưng 70% da của bà ta đã bị phỏng rồi, vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Còn chồng của cô nhảy lầu thoát nạn, bị té gãy đôi chân, nhưng mà coi như cũng may vẫn giữ được mạng sống. Con của cô thì thiếu may mắn một chút, nó không thể cứu được. Nếu các ông không ra ngoài tôi sẽ khiếu nại các ông đó. Cầm miệng đi. Có tin tôi kiện ông cản trở cái xác làm gì không? Ném qua một bên. Bây giờ đang lấy lời khai. Cô Lệ, cô nghe đi. Tôi biết tinh thần của cô không được tốt, không nên làm phiền cô nghỉ ngơi. Nhưng mà sở cứu hỏa đã xác định vụ này là phóng hỏa, có 16 người bỏ mạng, hung thủ vẫn sống ngoài vòng pháp luật, nên cảnh sát chúng tôi rất hy vọng cô có thể cung cấp những manh mối hữu dụng, đòi lại công bằng cho 16 mạng người đó, bao gồm cả con cô. Đúng là thật đức. Con của tôi nó mới biết đi thôi. Nghe mấy anh em nói, hôm xảy ra vụ án, cô có nhìn thấy một cô gái lạ mặt xuất hiện bên ngoài căn phòng của Dương Tử Quân, còn xảy ra tranh cãi với cổ nữa. Sở cứu hỏa cũng xác định địa điểm bốc cháy chính là phòng của Dương Tử Quân, cho nên bước đầu cảnh sát chúng tôi nghi ngờ chính cô gái đó đã cùng với Dương Tử Quân ban đầu tranh cãi nhau, tiếp theo sau đó phóng hỏa giết người. Phải, tôi thấy cổ tới đó cãi nhau với Tử Quân, chính cổ đã phóng hỏa. Hai anh hối hả kéo em đi, có phải biết Diệp Gia Thanh sẽ tìm cách bắt em về đồn cảnh sát hay không? Chị Lệ đó chỉ nhìn thấy em, không nhìn thấy Diệp Tổ Quang. Bọn họ đã nắm chặt điểm này, tìm cách vu khống. Có khi nào vu khống đến em có tội không? Thật tình em không có làm gì hết, em không có phóng hỏa. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh Kiếm và mọi người sẽ giúp em mà. Phải đó. Nhưng má em, năm xưa má đã bị Diệp Gia Thanh cố tình vu khống đến chết. Hai anh làm cảnh sát bao năm nay, chắc chắn biết ông ta có thể vu khống em hay không? Có phải người làm thanh tra thì chắc chắn có thể vu khống không? Nói cho em biết đi. Hả? Yên tâm đi, có anh Kiếm ở đây không ai có thể vu khống em đâu.
là người của Diệp gia thôi. Nè, đứng lại. Muốn chạy sao? Đứng lại, đứng lại. Làm gì đó? Làm gì vậy? Quay ra. Đi. Tôi không muốn quay lại. Mơ ra đi. Mơ ra. Đi. Mơ ra đi. Làm gì vậy? Nè. Sao hả? Lên xe đuổi theo. Làm sao đi? Chạy theo sát chút đi. Mua ra đi. Anh Kiếp cứu em. Nè, đi, giao cho tôi. Xin Diệp muốn nhân chứng nhận dạng. Đi. Anh Kiếp cứu em đi. Đi. Cứu em. Sao hả? Không dám nhìn tôi sao? Nhìn sao cũng biết có Tần Dương bên rồi. Sao rồi? Dạ. Sao rồi? Sao rồi? Để qua bắt vô trọng rồi. Là cô cãi nhau với Tử Quân. Nó phóng hỏa đốt nhà. Nó giết chết cả nhà tôi. Tôi không có. Con liên quan đến tôi. Con liên quan đến tôi mà. Cô thức đức lắm. Cô sẽ chết con. Không phải. Đủ rồi. Đủ rồi. Cho dù các ông là cảnh sát cũng không thể làm bậy. Các ông làm vậy sẽ làm chết bệnh nhân đó. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Sếp Diệp, người này là nhân chứng quan trọng của vụ án mà. Bây giờ tâm trạng của cậu xúc động như vậy thực tế không thích hợp nhận dạng. Tôi yêu cầu lập tức đình chỉ trình tự nhận dạng. Nhận xong rồi. Chứng cứ cho thấy nghi phạm Tôn Mẫn Hoa là thủ phạm vụ án phóng hỏa đường trật tự. Họ giả của gì? Dạ. Tôi không có tới đồn cảnh sát. Dạ. Tôi không tới đồn cảnh sát. Anh Kim cứu em. Anh Kim cứu em đi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Đi đi đi. Thả tôi ra. Tránh ra. Tôi không đi đâu. Đi. Đi. Có sao không? Điệu bộ của sếp giống một người lắm. À, tôi nhớ rồi. Giống lúc tôi còn trẻ làm lính. Đi đâu cũng đen đuổi hết. Đi bộ cũng thụt lùi. Bệnh suyễn thì chữa hoài cũng không khỏi. Tóm lại đen hơn mực tàu nữa. Sếp Dương à, tôi không ngại nói cho sếp biết, con người ta gặp thời cũng có tướng mạo, xui xẻo cũng có nét mặt. Bản thân sếp đang xui còn ôm đồm giúp người ta, khác nào hại người hại mình chứ. Tiễn cô bé lên núi giùm đi. Tôi không lên xe. Tôi xin lỗi. Đừng đưa tôi về đồn cảnh sát mà. Tôi không đi đâu. Tôi không đi. Đừng lại đi. Tôi không đi đâu. Nè, vô thôi nha. Bỏ ra đi. Nè, đánh người hả? Không liên quan mấy người. Cảnh sát là gì? Cầm miệng đi. Tôi đi ra. Nè, làm gì mà? Anh Kim. Đi. Nè. Anh Kim. Chạy đi. Con về rồi hả con? Dạ phải. Ủa, anh về rồi sao? Hôm nay em tới chỗ bác sĩ kiểm tra, có lấy thuốc đặc trị ho cho anh nè. Anh thử coi có được không? Cảm ơn em. Đây. À phải, có phải gần đây vụ án của Mẫn Hoa có chút trục trặc hay không? Cũng vậy thôi. Vậy anh em trong đồn cảnh sát có giúp được anh không? Giúp được, tất cả bọn họ đều làm được việc lắm. À, anh đã không rảnh đưa em đi bác sĩ rồi, còn phiền em khám bệnh giùm cho anh nữa chứ. Anh khờ quá đi, ba và má đi khám với em cũng vậy thôi. Vợ của anh rộng lượng thôi, người chồng cũng không thể yên lòng hả dạ như vậy. À phải rồi, ở đây có tấm vé là phim mới của Lửa Kỳ và Trần Bảo Châu, em thích nhất đó. Ngày mai hẹn với bạn học cũ đi coi đi hả? Wow, phim này phải xếp hạng lâu lắm mới mua được vé đó. Xếp hạng thì có sao đâu chứ. Người ta nói tính khí của thai phụ rất là nóng nảy. Phim này là phim hài, chắc chắn thích hợp với em. Anh làm việc mệt rồi, đừng có đi xếp hàng nữa. Sao vậy? Sao lại ho dữ dội vậy? Hay là em thử nấu thịt cá sấu cho anh ăn. Người ta nói thịt cá sấu có thể trị ho đó. Thịt cá sấu mắc dữ lắm đó. Em làm sao có tiền mua ha? Chắc chắn bình thường em giấu nhiều tiền riêng lắm phải không? Đâu có. Em đâu có giấu tiền riêng. Có thật không đó? Làm gì căng thẳng dữ vậy? Anh nói đùa với em mà thôi. Nếu em biết bớt xén như vậy, lúc trước đâu có chuyện răng sau cũng không có tiền nhổ.
Anh đi thay đồ trước đi, em pha nước cho anh tắm. Tắm xong anh ngủ một lát ha. Ừ. Bảo Yến à, lúc nãy má của con gọi điện tới, nói là đang uống trà ở tiệm trà ngoài góc đường, kêu con xuống dưới gặp má con. Dạ, con cảm ơn. Ừ. Yến à, nhà mới đó con cũng có phần. Kêu con làm chút chuyện á, thì con đã như vậy. Hơi, thử hỏi nuôi con đi, nuôi đứa con từng tuổi đầu này, xin nó có một chút thôi à. Hơi, đừng có nói là xin nữa, mượn chút tiền của nó, bỏ vô ngân hàng cho người ta nhìn thôi. Cũng giống như là đi ăn xin vậy, nó tới khô cổ luôn à. Chẳng phải từ đầu chúng ta đã làm xong chuyện giấy tờ rồi sao? 2 tháng qua, con luôn góp tiền đúng hẹn mà. Tự nhiên sao lại đòi kiểm tra tiền gửi ngân hàng của mình chứ? Bởi vậy mới nói, lúc nãy má tới ngân hàng cãi nhau với họ, đến nỗi muốn sập cái nhà luôn à. Con nghĩ họ nói sao? Họ nói ngân hàng mới có sếp Tây về. Con biết đó, quan mới về nhậm chức, đương nhiên phải bày vẽ này nọ, đòi kiểm tra tiền gửi của người gửi. Nói nếu không đủ 3.000 thì không cho thế chấp, sợ chúng ta không có khả năng đóng. Nè, tiền của chúng ta đã đem đi sửa chữa hết, đem đi sắm đồ luôn rồi, cả tân gia cũng làm rồi. Bây giờ mới sửa quy định, có quá đáng hơn không? Bởi vậy mới nói, lúc nãy má tới ngân hàng, cãi nhau với họ muốn chảy cả máu răng, cũng vô phương thôi. Ôi trời, ai kêu con cầu cạnh, đương nhiên phải cố gắng chịu đựng rồi. Bình thường con chắc chiêu dành dụm cũng có 1.500 trong ngân hàng thôi. Con kiếm đâu ra 1.500 nữa chứ? À, Yến à, lần trước chú Huống có đưa tiền vui vẻ cho thằng Kiếm có phải không? Má nghĩ trong túi cũng có 3 lão lưng gù cộng thêm 3 tờ của con vừa đủ. Nè, số rồi. Má đừng bao giờ nghĩ tới. Số tiền đó không dùng được đâu. Trời ơi, bây giờ có phải là đem đi xài đâu. Chỉ là để ở trong tài khoản ngân hàng vài hôm thôi. Để lão Tây đó kiểm tra, coi xong thì chúng ta rút ra thôi. Có gì mà mất mát đâu. Không, không được đâu. Không được đụng tới số tiền đó. Má vẫn chưa nói cho ba của con biết chuyện này đâu nha. Nếu mà ba con biết được chuyện này, con nghĩ ba của con sẽ tính sao? Con cũng biết con người của ba con mà, lần trước làm nghẹt bồn cầu của ổng thôi, ông đã đập bể đầu người ta rồi, lần này đòi lấy lại nhà của ổng hả? Con nghĩ ổng sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ đi phá ngân hàng đó. Con cũng biết ổng bị cao huyết áp mà. Má nghĩ ổng chưa tới ngân hàng phá thì bản thân đã bị bể mạch máu trước rồi. À, phải đó. Má đừng có nên nói cho ba con biết. Trời, bởi chính vì như vậy má mới nghĩ tới nghĩ lui. Hay, nếu như không giải quyết chuyện này để ông biết được, thử hỏi tính sao đi. Má để con suy nghĩ trước đi.街头，谁更比我愁？风雨洒，心里极难受。移三间，想过去，这刻眼泪流。日夜倒长路开思后，生儿唔捞我两头油，慨叹人生在世。 艰难太多，只想找开心，永不记我。难道成性我未想过回头，不知悔过，我实太傻，人情太薄，眼泪满腔。